Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Zicum GSV. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Zikum GSV cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Kẽn Gluconat Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng Trẻ chậm tăng trưởng, còi xương, suy nhược về thể chất và tinh thần, khó ngủ, khóc đêm Phụ nữ có thai và cho con bú Chế độ ăn mất cân đối, ăn kiêng. Tiêu chảy cấp và mãn tính, rối loạn đường tiêu hóa, biếng ăn, ăn không tiêu. Nhiễm trùng tái phát ở đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da, kể cả mụn và rôm sảy. Các tổn thương ngoài da, viêm da đầu chi do bệnh đường ruột, da bị sừng hóa, khô giáp, dễ bị dị ứng, chàm, da đầu nhiều gàu. Chống chỉ định, quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong công thức. Trẻ em dưới 6 tuổi. Rối loạn hấp thu. Viêm loét dạ dày, tá tràng tiến triển. Người đang bị nôn mửa. Cách dùng, thuốc uống sau bữa ăn. Liều dùng. Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi uống một viên mỗi ngày. Phụ nữ có thai và cho con bú, 1 đến 2 viên mỗi ngày. Tác dụng phụ của thuốc. Trong quá trình sử dụng, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó chịu ở dạ dày, tuy nhiên không quá nghiêm trọng. Thông báo với bác sĩ hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở y tế nếu xảy ra mọi tác dụng không mong muốn. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Zikum GSV, đồng thời biết cách sử dụng Zikum GSV sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.